Ngày 11 tháng 6 tại Hà Nội, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thực hiện ký kết kế hoạch phối hợp về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm công trình thủy lợi, xả nước thải vào công trình thủy lợi với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an. Trong những năm qua, Tổng cục Thủy lợi chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, thành lập các đoàn kiểm tra xử lý vi phạm xả nước thải vào các công trình thủy lợi như Bắc Hưng Hải, Bắc Đuống, Bắc Nam Hà tại các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Kết quả đã kiểm tra đột xuất 39 tổ chức, xử phạt vi phạm hành chính 12 tổ chức với tổng số tiền phạt hơn 1 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an ký kết một văn bản chính thức về việc tăng cường phối hợp. Qua đó, hai bên sẽ liên kết chặt chẽ hơn để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi và xả thải trái pháp luật vào các công trình thủy lợi.